Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể của cô bác và anh chị nha. Đây là anh em, chiều nay em vừa mới về một mẫu Innova 2016 nha, màu nâu ánh kim. Thì nhà thấy rồi, xe mua về thì không thể nào mà sẵn bán được, thì em đã cho anh em đang bát bóng dọn dẹp rẻ nhà mình luôn nha. Đó, cả nhà thấy không, anh em đang tiến hành đây quấn bát quấn bóng nè. Ở mâm thì đang cho anh em nó bảo dưỡng dàn bộ dàn gầm cho mình luôn. Đó, cả nhà mua về là sử dụng thôi. Xe rất đẹp nha, 2016 nha cả nhà, màu nâu ánh kim. Đây, xe đúng rồi, 2016 nha. Xe gỡ nỉ nè, vô lăng đang được thay màn hình Android 10 inch luôn. Cả nhà thấy không? Đó, bên em mua về là làm đẹp hết luôn. Đó. Bên em còn rất nhiều mẫu xe nha. Em vẫn còn Innova 2018 nha cả nhà. Đó. 2018. Đó, con 206 quay bãi đậu luôn cho nó gọn đi. 2018 nha, bản E màu trắng. Thì hôm trước em quay clip con này rồi. Thì 2018 này bên em chào bán với giá là 515 triệu nha. Đó, 515 triệu cho mẫu này. Innova 2018 nè, cả nhà thấy không? Xe rất là đẹp luôn. Xe lên full đồ chơi, bở bước chân, đèn led. Đó, xe một đời chủ luôn. Xe rất ngon nha. Đó. Quý khách hàng nào mà ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em Trường. Đa số những mẫu xe này là bên em Trường đã có quay clip chi tiết rồi. Đó, khách hàng nào mà cần cái lớp chi tiết thì các bạn Zalo em Trường gửi qua cho. Xe này còn ghế nỉ nè, đó rất là đẹp luôn. Cả nhà ưng mẫu nào thì gọi trực tiếp cho em nha. Đó, có 2017 thì đây, 2017 nè, 2017 bản E luôn, màu đồng ánh kim, biển Bình Dương. Đó, mẫu này thì bên em chào bán với giá là 479 triệu nha, 479 triệu. Đó, xe thì đã bọc ghế da thoải mái hết luôn. Đó, đây của em Trường quay sơ lược mẫu xe mình đang có thôi. Quý khách hàng nào mà ưng mẫu nào thì alo trực tiếp cho em. Đó, đây là 2014, bên em chào bán với giá là 285 triệu thôi cả nhà, 285 triệu thôi nha. Đó, 285 triệu cho mẫu này, đời 2014 bản E chung. Đó, cả nhà thấy không, màu trắng rất là đẹp luôn. Hiện nay bên em Trường đang cháy hàng cái bản 2016 bản E chung, là bên em Trường đã cháy hàng rồi, không có hàng mà giao luôn. Đó, cả nhà thấy không, 2016 bản E chung nha, xe rất đẹp nè. Đó, gầm bể máy móc là miễn bàn, lên xi nhan gương, xi nhan gương ốp giáp biển số đầy đủ hết. Giá ở nhà mình là 285 triệu, có bớt lọc lé khi xem xe. Đó, cả nhà thấy không, rất đẹp luôn, tuyệt vời nha. Rồi, đây là 2017 nè. Đấy, bên em Trường còn nhiều lắm. 2018 nè. Rồi, 2018 đây nha. Rồi, nói chung là nhiều cái mẫu xe đời thấp thì bên em cũng có nè. 207G bên em chào bán với giá là 243 triệu nha, 243 triệu cho mẫu Innova G này. Trời, xe đã quay xong, quay chủ phụ dọn mình con phải tuôn nữa này. 207G màu huy hoàng, bên em chào bán với giá là 242 triệu, có bớt lọc lé khi xem xe. Phiên bản G là phiên bản đủ nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn nè. Ghế da mới, máy móc thì bên em Trường bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng cho những con Innova đời thấp 206 đến 208, 209. Còn tới 2 đời cao 2010 thì em Trường bảo hành tới 1 năm. Và kế bên là mẫu Innova 209, 209G. Bên em Trường chào bán với giá là 250 triệu đồng, 250 triệu đồng có bớt tọc lé khi xin xe trực tiếp tại cửa hàng nha. Đó, 250 triệu. Rồi có bớt lọc lé khi xem xe. Đó, thấy chưa? Bên em Trường nói chung là buôn bán xe mà mấy trăm triệu là có bớt lọc lé. Cả nhà cứ alo trực tiếp. Đây, xe ghế màu da bò, nhìn rất là đẹp nha. Đó, màu da bò nè. Cả nhà thấy chưa? Trần 3D. Chỉ có 250 triệu thôi, 209 phiên bản G. Và xe mới về nhất là con này, Innova Fortuner 2011. Máy dầu nha, số sàn. Chiếc này thì bên em Trường chào bán với là 480 triệu thôi. Đấy, em sẽ lên clip chi tiết cho cả nhà sau. Đó, bây giờ em chỉ quay những con đang có tại cửa hàng thôi. Rồi,